Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Dự báo kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng khách qua các bến xe ở Hà Nội sẽ tăng trên 300%. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tạo thuận lợi nhất cho hành khách, các bến xe ở Hà Nội sẽ tăng cường thêm 600 lượt xe với mục tiêu hành khách nào cũng có phương tiện phục vụ đi lại. Đến thời điểm này, nhiều nhà xe đã có kế hoạch cụ thể tăng cường hoạt động để phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là dịp cao điểm, vì vậy càng chuẩn bị sớm ngày nào sẽ chủ động đón khách ngày đó. Nhà xe của tôi là phải đảm bảo an toàn cho khách, bình chữa cháy này, kính thoát hiểm, búa đập kính thoát hiểm, rồi là khẩu trang phát cho khách, đi về còn phải vệ sinh xe, rửa xe, các thứ dọn dẹp đầy đủ hết. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại, đợt nghỉ lễ sắp tới cũng khuyến cáo việc dịch bệnh COVID-19 gia tăng trở lại, các doanh nghiệp vận tải sẽ đề cao việc phòng chống dịch. Nhà mình là có 26 lượt lên và về, là tổng 52 lượt, thì có thể đến kỳ nghỉ lễ nhà mình có thể tăng lên khoảng thêm 5-60% so với cái lượt đấy. Do kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với dịp khởi động mùa du lịch hè, các chuyến xe tăng cường sẽ được các bến xe tập trung di chuyển tới những địa phương có điểm tham quan du lịch. Dự báo trong đợt nghỉ lễ tới, lưu lượng hành khách tới bến Giáp Bát khoảng 18.000 lượt một ngày, tăng 300%, và lượt xe dự kiến khoảng 900 lượt một ngày. Chúng tôi huy động 100% lao động đi làm trong dịp lễ, ký cam kết với từng nhà xe, từng đơn vị vận tải, cam kết thực hiện không nhồi nhét khách, không thu giá vé sai quy định và tăng cường khoảng 200-250 lượt xe một ngày để đảm bảo phục vụ hành khách. Theo đại diện các bến xe, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng hơn so với ngày thường, nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương trong các dịp nghỉ lễ trước đó và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Để tránh tình trạng nhồi nhét, lộn xộn tại các bến xe và đảm bảo an toàn cho hành khách, bến xe Mỹ Đình đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra rà soát các chuyến xe, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tự ý tăng giá vé và niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe. Bến xe đã tổ chức họp với các lực lượng thanh tra, công an giao thông và công an địa phương để nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông xung quanh bến cũng như là trên mặt bến trước, trong và sau khi đợt diễn ra đợt 30/4 mùng 1 năm, đảm bảo tăng cường công tác kiểm tra phương tiện đủ về số lượng và đúng với chất lượng để tham gia phục vụ cũng như là tăng cường giải tỏa khách nếu có. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Các đơn vị kinh doanh vận tải liên tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời ứng phó khi lưu lượng khách tăng đột biến. Dự kiến, lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối 28 tháng 4 đến hết ngày mùng 4 tháng 5, 2023. Vâng, thưa quý vị, do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài liên tục đến 5 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân qua các bến xe dự báo sẽ tăng mạnh. Để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân, đã có hơn 1.300 xe ở 3 bến xe lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là bến xe miền Tây, bến xe miền Đông cũ và bến xe miền Đông mới được tăng cường, đặc biệt là vào những ngày cao điểm 28 và 29 tháng 4. Chạy tuyến Krông Anna Đắk Lắk, bến xe miền Đông cũ thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, ngoài việc không tăng giá vé, nhà xe này còn cho tăng cường số lượng và lượt xe hoạt động tại bến trong số hàng chục đầu xe mà mình đang sở hữu, với phương châm đôi bên cùng có lợi. Chuẩn bị xe cũng chu đáo, hành trình đàng hoàng để đi trong cái dịp lễ Tết đưa đón bà con, do cái ngày lễ đây nó nghỉ dài ngày quá, thì bên công ty nó cũng sắp xếp đầy đủ đưa đón bà con cho nó tận tình với nhau để liên kết với nhau để làm ăn lâu dài. Giá vé tăng thì do cái bên hành chính thôi. Ví dụ bến nó tăng thì mình tăng thôi, chứ mình nhà xe thì công ty thì nó cũng chưa có đề xuất. Sẽ tích cực và tăng cường xe nhiều nhất có thể để phục vụ cho hành khách. Tại vì thường thường là bên em một ngày thì chạy 20-30 chiếc, thì là lễ thì có thể phụ thu thêm, tăng cường những cái xe hoạt động như là xe dịch vụ, đồ phục vụ hành khách đón ở những các địa điểm như bệnh viện, sân bay, đồ hoặc là các bệnh viện lớn. Theo 3 bến xe lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là bến xe miền Tây, bến xe miền Đông mới và bến xe miền Đông cũ, dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng khách qua bến dự báo tăng mạnh. Đặc biệt, vào 2 ngày cao điểm 28 và 29 tháng 4,
lượng khách qua bến này là khoảng hơn 80.000 khách. Chính vì vậy, các bến phối hợp với các nhà xe chuẩn bị hơn 1.300 đầu xe để phục vụ người dân. Theo thông tin cung cấp từ các đơn vị vận tải thì cũng đã tăng cường quay đầu xe kịp thời để phục vụ cái nhu cầu đi lại tăng cao trong cái dịp lễ Tết. Thì qua đó thì dự báo là trong cái ngày 28-29 thì cái lực lượng phương tiện sẽ tăng khoảng hơn 150% so với ngày thường. Thì đến thời điểm hiện tại thì đối với các ngày khác thì vẫn còn vé để phục vụ hành khách, nhưng mà riêng ngày 28 thì gần như là số vé đặt trước và bán được thì các đơn vị vận tải cung cấp là đạt khoảng 96%. Đối với ngày 29 thì cũng đạt khoảng 95-96%. Về giá vé, để bù vào chuyến chạy rỗng đối với các xe quay đầu để chở hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành, giá vé cũng được tăng lên, tuy nhiên không vượt quá 40% giá ngày thường. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được các bến xe, nhà xe tăng cường nhắc nhở hành khách thực hiện đúng quy định. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô CEF liên kết hợp tác cùng phát triển với chủ đề hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, phục hồi sản xuất kinh doanh do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều ngày hôm qua. Các doanh nghiệp đã kiến nghị được hỗ trợ thêm những chính sách mới về vay vốn, giảm hoãn thuế để vượt qua giai đoạn khó khăn khi họ đang phải đối mặt với việc thiếu đơn hàng sản xuất. Tại diễn đàn, Hội Da giày Hà Nội đã nêu rõ những khó khăn về sự thiếu hụt các đơn hàng đang khiến doanh nghiệp phải giảm giờ làm, giảm dây chuyền, giảm lao động cũng như lương thưởng. Những khó khăn này đang rất cần sự hỗ trợ của nhà nước. Bắt đầu từ quý 2, tức là tháng 7 năm 2022 thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu là bị giảm sút về đơn hàng. Đến quý 4 năm 2022 thì cái việc giảm sút đơn hàng nó xảy ra diện rộng đối với các doanh nghiệp, hầu như doanh nghiệp nào cũng bị, và cái lượng đơn hàng giảm là khoảng 50%. Đến đầu quý 1 năm 2023 thì có thể nói rằng là những cái thời điểm vô cùng khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều bị giảm đơn hàng từ 50-70%, cá biệt có những doanh nghiệp còn không có một tí đơn hàng nào, và các doanh nghiệp lại phải tập trung ra sang cái thị trường nội địa. Và khi tất cả các doanh nghiệp quay về thị trường nội địa, thì trong khi đó thị trường nội địa thì lại nhu cầu lại giảm sút, dẫn đến là gì, là cung quá, tức là cung nhiều quá hơn cầu, dẫn đến lại cái sản xuất lại trì trệ hơn, dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất ra nhưng mà cái lượng bán là rất hạn chế, gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Và chính vì cái điều này thì đối với các doanh nghiệp trong Hội Da giày Hà Nội cũng đã phải tìm các cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Thì trong đó cái giải pháp cấp bách nhất đó là buộc là phải nghỉ, tức là cho nghỉ giãn, hoặc là thời gian làm việc bị giảm đi, một tuần chỉ làm 4-5 ngày thôi đấy, và giảm lao động. Có những doanh nghiệp giảm tạm thời lao động, có doanh nghiệp thì buộc phải vẫn gọi nó là sa thải lao động. Mặc dù chính sách vay vốn ngân hàng đã cởi mở hơn, các ngân hàng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp hơn, thế nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Nút thắt vốn đang trở thành điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh. Đàn thì có rất nhiều các cái doanh nghiệp, các cái chuyên gia kinh tế, các cái nhà quản lý nhà nước sẽ lắng nghe các cái ý kiến để chúng ta bàn các cái giải pháp về câu chuyện chính sách. Thì từ cái diễn đàn như vậy thì tôi mong muốn là thông qua các cái cơ quan truyền thông báo chí sẽ tuyên truyền giúp cho các thông tin, các cái kiến nghị của một diễn đàn để làm sao mà gửi đến các cấp các ngành. Bởi vì thủ đô với cả nước và cả nước với cả thủ đô, nên tôi mong muốn là những cái chính sách này nó sẽ mang tính lan tỏa hơn để tháo gỡ cho toàn bộ các cái hệ thống các cái doanh nghiệp tại thủ đô. Cái câu chuyện thứ hai là bàn câu chuyện về mặt thị trường. Thị trường hiện nay thì rất là khó khăn. Thì tôi mong muốn là các anh em doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khối nhỏ vừa, hãy phải hỗ trợ tích cực với nhau về mặt thị trường. Chúng ta có thể là cho vay hệ thống ngân hàng mặt tín chấp, có thể là ký gửi mặt hàng hóa, có thể là trả nợ sau, ví dụ thế. Thì đấy là những giải pháp mà tôi mong muốn là cộng đồng doanh nghiệp rất cần cái lúc này, cần phải chung tay, cần phải xích lại với nhau gần hơn để chúng ta lan tỏa cái tinh thần đoàn kết. Đến làng nghề chắc chắn là giá thành. Cũng tại diễn đàn lần này, các doanh nghiệp đã kiến nghị các bộ ngành hỗ trợ thông tin tình hình thị trường kịp thời hơn, tổ chức xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ lãi suất vay, giãn nợ. Những chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp cần thực hiện nhanh và thiết thực, cũng là đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn này.